Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một series không ấp chung. Và trên hôm nay là gì đây? Đầu tiên các bạn chọn vào một ít và nhấn vào hẹn giờ, kéo xuống là 3.6 giây và nhấn bắt đầu. Tiếp theo các bạn chọn vào 0.5 và nhấn vào hẹn giờ và nhấn bắt đầu. Đến với phần hiệu ứng, các bạn chọn phần flash ở khúc chuyển giao và kéo về, chọn phần có tên là Gold Power cho đến hết clip. Và chúng ta nhấn lù kết quả nè.